Rồi, xin chào bạn nào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái cách một cái app mà mình có thể sử dụng nó để mà mình tạo những cái nhân vật hoạt hình mà giống như nhân vật hoạt hình vậy đó. Thì đầu tiên các bạn giúp mình là vô Shape Play á. Các bạn tìm cái ứng dụng tên là MeToo về giúp mình. Đây này. Cái ứng dụng tên này à. Đó. MeToo. Rồi. Các bạn tải về giúp mình và mở lên nha. Thì khi mở lên nó sẽ yêu cầu một số cái quyền về truy cập hình ảnh, thì các bạn cứ bấm OK nhé các bạn. Rồi thì muốn tạo cái hình ảnh đó, đó các bạn vô mình AI với mình là cái phần host này là AI nè, hoặc là ở đây nó sẽ có cái mục giới thiệu này, thì các bạn chọn như đây cũng được. Đó, các bạn chơi thử ngay. Rồi các bạn chọn một cái hình mà mình yêu thích. Rồi thì nó đang sáng tạo này, thấy không? Đó. Đó theo thì nó sẽ ra một số cái hình nhân vật cho mình. Thì sau khi ra thành công rồi các bạn chạm vô. Các bạn thấy thích cái hình nào thì các bạn lưu lại. Đó, lưu hoặc là các bạn ghi hình video ha. Rồi. Đã lưu vào ghi hình video này. Đó. Nó sẽ tạo cho mình. Đó, sau khi đã chọn rồi thì các bạn chọn lưu video là xong. Rồi, khi lưu thành công rồi các bạn thoát ra ngoài, các bạn vô phần thư viện của mình á. Các bạn sẽ thấy được cái hình đó, thấy chưa? Cái hình đó hoặc là cái video đó, thấy không các bạn? Rồi, đó là cái cách để mà mình có thể tạo một cái hình nhân vật hoạt hình dễ thương nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.